chào các bạn. Hôm nay thì lạnh trời cho nên là mình quyết định đó là ăn cả nhà, cả gia đình cùng ăn cái món đó là lòng heo xào với dưa chua các bạn ạ. Đây là một cái món mà ăn rất là vào cơm. Và cái lòng thì mình lựa chọn cái vị trí đó là lòng già. Cái lòng già này xào với dưa chua nó rất là ngon các bạn ạ. Và nếu như các bạn không thích ăn cái vị trí lòng già này thì các bạn có thể lựa chọn lòng non cho cả gia đình nhà mình. Và nguyên liệu mà chúng ta cần chuẩn bị đó là lòng. Lòng ở đây thì mình đã mua đó là 400g lòng già các bạn ạ. Và dưa muối thì cái dưa này trước mình đã hướng dẫn các bạn là muối dưa rồi, cho nên là hôm nay cả gia đình cùng ăn món này luôn, nó rất là ngon. Tiếp theo đó là các bạn hãy chuẩn bị cho mình 2 quả cà chua nhé, một cái củ hành hành khô như thế này và một miếng gừng các bạn nha. Và để làm sạch cái lòng này thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một thìa muối và giấm gạo các bạn nha. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ đi sơ chế cái phần lòng này trước các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ rửa qua cái phần lòng này các bạn nhé. Khi mà các bạn mua về thì các bạn sẽ bóc hết cái phần mỡ ở trong cái lòng này ra cho mình. Tại vì các cái mỡ ở trong này ăn nó sẽ bị ngấy và nó sẽ không ngon đấy các bạn. Đó. Và ở đây thì mình đã bóc sơ rồi nhưng mà mình chưa bóc muối thôi. Đấy các bạn thấy không? Mình sẽ bóc bớt nó đi. Và những cái phần mà các bạn sẽ lột cái phần lòng này ra nhé, để lát nữa khi mà mình sát muối thì nó sẽ sạch hơn đấy. Mình sẽ lột ra và mình làm cái lòng này. Khi mà xào lên thì nó có một cái mùi hơi nồng một chút nhưng mà ăn rất là ngon các bạn ạ. Đó, các bạn sẽ bỏ bớt cái phần đen này đi. Sau khi mà mình đã bỏ hết cái phần đen ở trong cái lòng của mình rồi thì mình sẽ rửa qua với nước. Sau đó thì mình sẽ cho vào cái tô để mình bóp muối các bạn nhé. Muối này thì nó có tác dụng đó là làm cho cái vị trí lòng già này nó hết cái mùi nồng đi các bạn ạ. Đó, các bạn cứ bóp để cho cái phần lòng già này nó sạch. Và khi mà các bạn làm thì các bạn sẽ sắt nó thành những cái miếng nhỏ như thế này. Và lát nữa thì mình sẽ thái nhỏ thêm một chút nữa để tạo thành những cái miếng vừa ăn ấy. Còn nếu như các bạn, bởi vì cái lòng này sau khi mà xào thì nó sẽ săn lại các bạn, cho nên là mình không thái nhỏ quá nhá. Và sau khi bóp muối xong rồi thì mình sẽ rửa qua với cái chỉnh nước. Các bạn sẽ xả với nước như thế này. Mình xả để cho nó hết cái phần bám ở trên này đi. Rồi. Sau đó thì các bạn cho vào đây nhé. Và mình sẽ cho giấm vào các bạn ạ. Giấm này nó, các bạn sẽ đổ tùy thuộc vào cái mùi của lòng ấy. Và ở đây thì mình sẽ cho giấm vào, mình bóp để cho cái lòng già này nó trắng và nó hết mùi các bạn ạ. Nó không còn cái mùi hôi nữa, mùi nồng nữa. Đó, sau đó các bạn bóp mà khoảng độ 2-3 phút để cho cái phần lòng này nó sạch các bạn ạ. Bây giờ thì các bạn sẽ thái cái phần lòng già này nó nhỏ hơn một chút nhá. Mình sẽ thái thành những cái miếng vừa ăn ấy. Tại vì nếu như mà để to quá thì khi mà xào thì nó sẽ ăn cháo. Đó, các bạn cứ thái thành những miếng nó nhỏ như vậy thì nó sẽ vừa ăn, và khi mà mình xào ấy thì nó sẽ ngấm hết gia vị các bạn ạ. Nó sẽ không bị to quá và khi ăn thì nó sẽ không bị dai á.
Và để xào cái món này nó được ngon thì các bạn hãy nhớ chuẩn bị cho mình cái hành hành tím và gừng nhá. Gừng nó sẽ hãm cái mùi đấy rất là tốt đấy. Và nó làm cho cái món dưa xào của ta nó ngon hơn. Sau khi các bạn đã thái xong cái phần lòng già này rồi thì các bạn sẽ thái cái phần cà chua ra giúp mình nhé. Cà chua này thì mình sẽ thái thành các cái miếng nó như thế này này, để khi mà mình xào thì nó vẫn giữ được cái miếng cà chua ấy, thì nó sẽ đẹp mắt hơn. Mình sẽ cắt bỏ cái phần cuống đi. Và cái phần hành hành tím này thì các bạn sẽ đập dập và băm nhỏ cho mình nhé. Mình sẽ thái nó thành các cái miếng nhỏ. Và gừng cũng vậy các bạn. Và cái gừng này thì các bạn sẽ ướp với cái phần lòng này nhé. Mình sẽ đổ cái nước này đi. Các bạn sẽ cho cái phần gừng này để vào cái phần lòng để chúng ta ướp. Và ướp này thì các bạn sẽ cho một chút muối canh cộng với một chút bột ngọt nha. Bây giờ mình sẽ cho một muỗng muỗng muối canh này, một chút bột ngọt. Bởi vì cái phần dưa là nó đã đủ gia vị rồi các bạn. Cho nên là dưa nó đã có đủ một độ mặn rồi, cho nên là mình cho vừa muối canh thôi. Khi nào mà mình xào thì mình nếu như mà các bạn thấy nhạt ấy thì chúng ta sẽ nêm thêm bằng bột nêm, thì để cho cái phần dưa xào của chúng ta nó ngọt hơn các bạn ạ. Dưa xào lòng nó sẽ ngọt hơn. Bây giờ thì mình sẽ trộn đều và các bạn sẽ ướp cho mình trong vòng 10 phút nhé, để cho cái phần lòng này nó ngấm gia vị ấy. Cái phần gừng chúng ta sẽ đảo đều lên để cho nó ngấm toàn bộ vào cái phần lòng này. Bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình một chút mỡ lợn nhá. Hoặc là các bạn có thể dùng dầu ăn, nhưng mà với món này thì phải dùng mỡ lợn thì nó mới ngon các bạn ạ. Để cho cái phần dưa của chúng ta và phần lòng lợn này nó quyện lại với nhau ấy. Sau khi mà chảo nóng thì các bạn sẽ cho cái phần hành và bây giờ chúng ta sẽ phi thơm các bạn nhé. Mình sẽ phi thơm cái phần hành này đây. Sau khi hành các bạn phi vàng thì bây giờ mình sẽ cho cái phần lòng vào, chúng ta đảo săn lên các bạn nhé. Mình sẽ đảo thật là săn lên. Và khi xào lòng này thì các bạn xào với lửa to nhé các bạn nhé. Khi các bạn đảo với lửa to thì các bạn nhìn thấy cái miếng lòng già của chúng ta nó sẽ xoăn lại như thế này các bạn. Và khi nào cái miếng lòng này nó xoăn hẳn lại thì là mình sẽ cho cái phần dưa và phần cà chua vào các bạn nhé. Sau khi các bạn thấy cái lòng già của chúng ta xoăn lại như vậy thì các bạn sẽ cho cái phần cà chua vào các bạn nhé. Mình sẽ đảo cà chua này, nó sẽ làm cho cái món ăn này nó đẹp mắt hơn. Và các bạn nhớ là mình sẽ xào ở lửa to các bạn nha. Mình xào ở lửa to thì cái phần lòng nó chín rất là nhanh và nó sẽ không bị dai các bạn. Và khi mà các bạn sơ chế cái lòng này này
Mình sơ chế bằng cách đó là dùng giấm ấy, hoặc là nếu các bạn không có giấm thì các bạn sử dụng chanh cũng được, thì nó sẽ làm cho cái lòng gà này nó trắng và nó khử mùi rất là tốt các bạn ạ, cái mùi hơi nồng nồng chút. Và sau khi các bạn thấy cà chua của chúng ta nó chín rồi thì các bạn sẽ cho nốt cái phần dưa này vào nhé. Thì mình sẽ đảo để cho cái phần dưa này và cái phần lòng này nó quyện vào nhau và nó chín hết ạ. Cái món này mà ăn với cơm thì rất là ngon. Đây là những món mà cả gia đình mình đều thích bởi vì nó ngon lắm các bạn ạ, ăn với cơm rất là vừa. Và sau khi các bạn xào mà các bạn thấy cái lá dưa của mình nó xoăn lại ấy, thì bây giờ mình sẽ nếm xem là gia vị mình nêm đã vừa chưa các bạn nhé. Nó vẫn hơi thiếu một chút độ mặn ấy, nó vẫn hơi nhạt, tại vừa nãy mình ướp cũng hơi ít, cho nên bây giờ mình sẽ thêm một muỗng bột nêm vào các bạn nha. Bây giờ thì các bạn sẽ đảo đều lên để cái phần lòng và dưa này nó ngấm đều gia vị. Sau khi các bạn thấy phần lòng già và cái phần dưa của chúng ta nó đã xoăn lại như thế này thì các bạn sẽ tắt bếp nhé. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình bày ra đĩa thôi. Bây giờ thì mình sẽ bày ra đĩa các bạn nhé. Đó, thế là mình đã có một cái món dưa xào lòng rất là ngon rồi. Và nếu như mà mình muốn ăn thơm hơn một chút thì lát nữa mình sẽ rắc một chút hạt tiêu lên trên các bạn nhé. Bây giờ để cho cái món dưa xào lòng của chúng ta nó thơm hơn thì mình sẽ cho thêm một chút hạt tiêu vào để cho nó thơm các bạn ạ. Và hạt tiêu này thì để tránh bị mất mùi thì mình sẽ cho vào sau khi mà chúng ta đã nấu xong nhé. Và các bạn thấy không, khi mà mình sơ chế bằng cách đó là sử dụng muối trắng và giấm thì sẽ làm cho cái lòng già này nó rất là trắng và thơm. Và mình chúc các bạn sẽ làm thành công cái món này nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip mới nhất của mình các bạn nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.